Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt Lenovo Tesla Slam trên Anime Wiki. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, sau khi đám Fiway rời đi, Team Rue cùng mọi người đã tổ chức một buổi họp. Ngoại trừ Rain và Mitri đang méo máu vì quỳ dưới sàn, thì toàn bộ thành viên đều tập trung ngồi trao đổi thông tin. Quá trình diễn ra thuận lợi cho đến khi Khan và Mitra báo cáo, đó cũng là lúc chủ đề về kẻ ngồi người quỳ được đào lại. Bình thường thì đây là một tội lỗi không thể tha thứ khi tự ý nói chuyện với chủ nhân của mình, Dịch Vương. Tuy nhiên xin ngài hãy lắng nghe tôi. Khan nói điều đó với thái độ chân thành, nó ở cái tầm khiến Ga cho phép hắn ta tiếp tục. Liệu ngài có thể tha thứ cho chủ nhân Mitri của tôi không? Nghe Khan nói vậy, Rimuru cũng đồng tình. Mitri vẫn quỳ trên sàn nãy giờ, kể cả có là ác ma thì vẫn thấy tội tội. Hơn nữa không biết Ga định để họ quỳ ở đó đến bao giờ nữa. Tuy nhiên Mitri đã nổi giận vì lời xin xỏ của thuộc hạ. Khan, ngươi thật sự là ngu ngốc, không thể tha thứ được. Mitri lên tiếng khiển trách Khan với thái độ nặng nề, nhưng lời nói của cô đã bị Ga cắt đứt. Thôi được rồi, có thể lên tiếng nói chuyện với ta, chứng tỏ ngươi đã trưởng thành rồi đấy Khan. Ok, lần này ta sẽ tha thứ cho Mitri. Sau đó thì Mitri được lệnh đi chuẩn bị đồ uống cho mọi người. Khi có vẻ mọi chuyện đã tốt lên một chút thì vấn đề khác lại nảy sinh. Ruin, người đang quỳ trên sàn cũng bắt chước làm điều tương tự. Lần này là Mitra đứng lên cầu xin Guy tha thứ, nhưng Guy không đồng ý. Là người khá giỏi đọc bầu không khí nên chủ tịch nhanh chóng nhận ra Guy thực sự đang khó chịu. Cậu nghĩ có lẽ Mitra cũng hiểu điều đó nên đã nhanh chóng lùi lại trước phản ứng của Guy. Biết rút lui đúng thời điểm là một người có năng lực. Từ đó Rimuru đánh giá tích cực về Mitra. Cô ta đang vượt xa những gì cậu mong đợi từ cấp dưới của Ruin. Tuy nhiên cũng có người không biết đọc bầu không khí. Tại sao vậy Mitra? Sao ngươi dễ dàng từ bỏ trong khi ngươi giỏi hơn Khan nhiều vậy? Phải phấn đấu nhiều hơn nữa chứ. Tại sao ta là người duy nhất quỳ trên sàn trong khi Mitri lại được tha thứ? Ta không hiểu. Nhìn thấy những phản ứng của Ruin, Rimuru hiểu rằng cô nàng này đích thị là người ngại gì không khoe cá tính của một đứa con út. Hãy từ bỏ đi, nếu ngài tiếp tục phạm lỗi như vậy thì. Nghe đến đây Ruin cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô liếc mắt nhìn Guy và hiểu rằng mình đang trong một tình huống tồi tệ. Ngươi nên thành thật hối lỗi. Ngay từ đầu ngươi đã biết mình sai ở đâu chưa? Vâng, Ruin nói vậy trong khi nghiêng đầu với vẻ mặt trống rỗng. Nhìn biểu cảm đó Rimuru thấy nó thật dễ thương. Nhưng nếu nhìn vào bản chất thật của Ruin, chủ tịch cũng cảm thấy khó chịu. Ta không có thời gian cho mấy việc tào lao như thế này. Tuy nhiên sẽ rất rắc rối nếu để hành vi sai trái của ngươi tiếp diễn. Những chai rượu rỗng nằm xung quanh cái lều tuyết, chúng đều là những loại rượu đắt tiền phải không? Ngươi đào đâu ra thế? Lại ăn cắp từ những cấp dưới của mình hả? Ồ, nếu vậy thì Ruin đúng là một đứa trẻ hư. Rimuru nghĩ rằng kể cả Ruin có ăn cắp rượu thì cô ấy đâu có giống như kiểu đang thiếu tiền đến mức độ đó đâu nhỉ? Lúc này chắc chủ tịch tưởng rằng Ruin ăn cắp không phải vì tiền mà vì mình thích thì mình ăn cắp thôi. Trong khi Rimuru đang bận suy nghĩ thì Mitra đã xin phép Guy được nói chuyện. Thực ra chủ nhân của tôi không lén lút đến vậy đâu. Không lén lút đến vậy, Ruin định nói gì đó nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Ít nhất thì ngài ấy là một người làm việc đều có lý do, vì vậy ngài có thể tin tưởng Ruin-sama ở điểm đó. Hả? Vậy tại sao cô ta lại? Mặc dù không thèm nghe Ruin nhưng Guy lại coi trọng lời cầu xin của Mitra. Điều này khiến Rimuru thấy Guy cũng tử tế một cách đáng ngạc nhiên. Sau đó thì một điều kỳ lạ khác lại diễn ra. Vượt qua sự tự nhiên của Lai Rui, Diablo trắng trợn tiến đến khoác vai Ruin và nói rằng: "Thôi đến đây là đủ rồi, không phải sao? Chúng ta đang có một cuộc trò chuyện quan trọng cho tương lai và hình phạt dành cho Ruin là không đáng." Lúc này Rimuru và Guy đứng hình nhìn chăm chăm vào Diablo. Rốt cuộc thì tôi chỉ có thể tin vào Diablo. Đôi mắt Ruin lấp lánh khi nói như vậy, có vẻ cô ấy rất ấn tượng trong khi mọi người thì chỉ thấy bối rối. Bản năng mách bảo Rimuru vụ này có điều gì đó rất kỳ lạ. Guy thì lẩm bẩm nó thật đáng ngờ. Diablo, che giấu bí mật là không tốt đâu đấy. Phù, thưa Rimuru-sama, thần sẽ không bao giờ che giấu bất kỳ bí mật nào với ngài. Chỉ là thần thấy cô ta hơi đáng thương nên muốn giúp đỡ một chút. Không, người làm quái gì tốt bụng đến vậy được. Dù rất muốn nói thẳng toạc ra như thế, nhưng chủ tịch cố kìm nén và nuốt ngược mấy lời đó vào cổ họng. Thay vào đó Rimuru chỉ nhìn chằm chằm Diablo. Trong những tình huống như thế này thì cứ đơ mặt ra nhìn như thế lại cực kỳ hữu dụng. Và thế là Diablo bắt đầu dao động, thanh niên lập tức bối rối và khai ra toàn bộ sự thật. Thực ra loại rượu hảo hạng đó là món quà thần dành cho Ruin. Hả? Áo thật đấy, không cần biết hai người đã thỏa thuận những gì. Nhưng sao ngươi lại tặng quà cho Ruin, trong khi trước đó hai đứa còn đánh nhau hơn chó với mèo? Rimuru cảm thấy Guy thắc mắc rất đúng chỗ. Cậu cũng hiểu vì sao Diablo dễ dàng khai ra sự thật như vậy. Bởi nếu muốn điều tra thì người ta chỉ cần lấy mấy chai rượu ra truy tìm nguồn gốc. Có sâu ở đây thì chuyện đó không hề khó khăn. Tên hắc sắc này lập dị vậy chứ khôn lắm. Kiểu chức sau gì cũng lòi ra nên thôi cứ khai cờ mở nó hết đi. Nhưng vấn đề quan trọng là mối quan hệ của Diablo và Ruin. Trong khi Guy cãi nhau với Diablo, Rimuru nhìn sang Sway, hiểu được ý định của chủ tịch, Sway lập tức đi kiểm tra nguồn gốc mấy chai rượu. Nhìn sơ thì Rimuru cũng thấy trong số này toàn là rượu gạo đen, rượu sake truyền thống của Nhật Bản, rượu sake tinh chế từ gạo đen, bố lù xô rượu luôn, tất cả chúng đều có nồng độ cồn tăng dần. Đây toàn là hàng hiếm, thậm chí có tiền cũng khó mà mua được và nó chỉ có ở Tempest. Thế nên dù Sway đang điều tra nhưng chủ tịch đã đoán được phần nào kết quả. Khoan đã,
cô đã nói là uống một vài ly, nhưng có phải như vậy không? Đúng rồi Rimru, đó là lý do vì sao đang yên đang lành mà tôi lại nổi điên đấy. Cậu phải làm gì đó với đám này đi. Phải rồi, một đống vỏ chai thế kia thì đủ biết bữa nhậu đó chắc chắn thiếu mỗi kiểu lên nóc nhà là bắt con gà nữa thôi. Rimru hiểu vì sao Guy lại tức giận. Này Guy, anh đang nói đùa đúng không? Trong khi mọi người đang làm việc thì họ lại. Giờ thì Rimru mới biết tội của Ren nặng như thế nào. Là chủ tịch của tập đoàn đa cấp nông trại vui vẻ, nên Rimru rất ghét kiểu ngồi ăn chơi để đồng đội gánh. Cậu thực sự ngạc nhiên khi Guy chỉ bắt Michiru và Ren quỳ trên sàn như vậy. Phải tôi thì tôi đấm cho mấy chục phát rồi. Không phải như mọi người nghĩ đâu, đó là thứ cần thiết cho chiến tranh tâm lý kiểu mới. Chúng tôi nào có mua vui cho riêng mình, Ren cố gắng bào chữa. Rimru bất ngờ vào những điều Ren thốt ra, lại còn chiến tranh tâm lý kiểu mới nữa. Vâng, đúng vậy, tôi đã rất khó khăn để có được những thứ này và thành công cạy mồm được Gracia cùng Pico. Đã lẽ ra tôi phải được khen chứ. Rimru tự nhủ, đứa trẻ này không thể tin tưởng được. Trong tình huống thế này rồi mà vẫn khẳng định tất cả là thành quả của mình mới hay chứ. Rốt cuộc thì cô ấy cũng là một ác ma nguyên thủy, nên sức mạnh tinh thần khi mức độ bảo thủ quả thực mạnh mẽ. Điều đó khiến chủ tịch liên tưởng đến Diablo. Thanh niên cũng là người tuân theo lý thuyết, miễn là chưa thừa nhận thất bại thì chưa thua. Chép chép, đó là điểm chung của đám thủy tổ này hay sao vậy? Diablo, ta rất tò mò, ta không nghĩ ngươi sẽ tặng miễn phí thứ gì đó cho Ren. Các ngươi đã thỏa thuận gì với nhau? Cha cha, đó là... Diablo hiểu rằng không thể nói dối Rimru. Dù đang cố cù nhây cù nhưa, nhưng nó chỉ là biện pháp tức thời, nhất là khi có Sway ở đây. Liệu mà khai ra mau? Những lời đó của Sway đã khiến Diablo bỏ cuộc và khai ra mọi chuyện. Hóa ra thanh niên đã đổi mấy chai rượu để lấy bức tranh của Ren. Chưa hết, Rimru nhanh chóng hiểu rằng nghệ sĩ ẩn danh đã phân phối những bức tranh chân dung của cậu chính là Ren. Đó là lý do vì sao Sway không thể lần ra được manh mối. Nó cũng đồng nghĩa Rimru đã sai khi nghĩ rằng Diablo là đồng phạm của người họa sĩ ẩn danh. Thực tế thì không thể trách tên này cung cấp hàng hóa cho Ren bởi nó hoàn toàn hợp lệ. Nếu em còn nhớ thì khi Sway đi điều tra đã thu được vài bức tranh vẽ hình một con Slam. Sau đó Diablo đã lầy lội xin một bức. Khi biết được điều đó, Rimru đã quyết tâm sẽ thu lại bức tranh và lệnh cho Sway giải quyết. Giờ thì Sway báo cáo rằng đã lệnh cho Soka lục soát phòng Diablo rồi. Làm vậy có hơi quá đáng không? Không sao, Diablo đã vi phạm quyền về chân dung cá nhân. Đây là một tội nghiêm trọng và đáng bị trừng phạt. Lệnh khám xét cũng được ban hành nên không có vấn đề gì đâu ạ. Good job Sway, Rimru không thể không tán thưởng sự quyết đoán đó. Còn Diablo thì lúc này đang suy sụp vì sốc rồi. Tuy nhiên chủ tịch sẽ giả vờ như không thấy gì. Trong khi Sway và Rimru cosplay thám tử Conan tìm tòi vụ án bí ẩn những bức tranh, thì Ren đang giải thích với Guy. Anh ta vừa khó chịu vừa ngạc nhiên vì quả thực những thông tin Ren thu được từ bữa nhậu kia rất bổ ích. Cô ấy kể về căn cứ của kẻ địch nằm ở đâu, lực lượng là bao nhiêu. Rimru không biết mấy cái này có đúng không, nhưng thực sự thì có còn hơn không. Chưa dừng lại ở đó, theo lời của Ren thì Gracia và Pico không hề bị chi phối. Bằng chứng là họ vẫn vui vẻ tận hưởng bữa tiệc cho đến lúc nhận được yêu cầu rút lui của Philway. Từ đó Rimru kết luận rằng sự chi phối của Michael có thể sẽ không hiệu quả nếu đối phương đang trong trạng thái cách ly. Thế mới thấy cái khối băng mà Ren tạo ra cũng bá đạo, cách ly với cả thế giới bên ngoài luôn anh em ạ. Tóm lại, có vẻ như sự chi phối của Michael cần phải nhận diện được đối tượng theo kiểu nhìn thấy bằng mắt hay là cảm nhận ma lực. Trong trường hợp người bị chi phối rời khỏi phạm vi kiểm soát thì có thể Michael sẽ không biết được việc thiết lập chi phối đã thành công hay chưa. Tuy vậy, nếu hắn thường xuyên đưa ra mệnh lệnh thông qua truyền đạt tư niệm và kiểm tra xem nạn nhân có thực hiện lệnh đó hay không thì mọi chuyện sẽ khác. Kiểu liên lạc xong xem nạn nhân có làm theo lời mình hay không ấy. Nếu không thì chứng tỏ cái đó đã bị chi phối. Nói chung là chi phối tuyệt đối nhưng không hề tuyệt đối tí nào. Nó cũng đồng nghĩa nếu Leon được đưa đến một chiến trường Michael không có mặt thì có thể thanh niên sẽ làm được mấy pha lộn cái bàn trước cả khi phe Philway kịp nhận ra. Nghĩ đến đây, Rimru liếc nhìn Guy và bắt gặp anh ta cũng đang nhìn cậu. Tôi nghĩ thành tích của Ren rất tốt. Nghe vậy Guy cũng miễn cưỡng gật đầu. Cô ta đúng là một con ngốc, vô dụng trong những thời điểm quan trọng nhưng cũng làm những việc mà tôi không ngờ tới được. Tôi ghét phải thừa nhận nhưng lần này Ren đã làm tốt. Quả thực Rimru cũng không muốn thừa nhận thành tích của Ren, nhưng cậu biết có một số người rất giỏi khi lên kế hoạch. Nhìn thì có vẻ như họ đang lừa nhác hoặc lừa đảo, nhưng đến cùng vẫn thu được những kết quả tốt. Đây là kiểu người gọi là thiên tài mà không phải ai cũng có thể nhận ra. Ren thì đang lắng nghe cuộc trò chuyện của Rimru và Guy với đôi mắt ngấn lệ như thể biết mình sắp được cứu rồi. Đó là sự thấu hiểu của Rimru-sama dành cho tôi. Rimru tưởng chừng mình có thể nghe thấy trái tim của Ren đang gào thét lên như vậy. Tôi biết ngài Rimru sẽ hiểu con người thật của tôi. Trong tương lai nếu ngài cần bất cứ thứ gì, hãy nói với tôi. Đấy, chủ tịch có đoán sai bao giờ đâu. Những lời nói đó được Ren thốt ra với vẻ mặt kiên quyết. Nhưng khung cảnh có vẻ đã bị hủy hoại vì cô ấy vẫn đang quỳ trên sàn nhà. Một lần nữa, chủ tịch đi đến kết luận. Bất chấp mục đích của Ren là tốt hay xấu, nhưng cô ấy đích thị là một đứa trẻ hư. Giữa chiến trường ác liệt, trong khi chủ nhân của mình chạy te khói mông ra trước Vejado mà vẫn có tâm trạng ngồi nhậu là đủ hiểu không ngoan rồi. Cô sẽ khiến Guy tức giận nếu cứ làm mấy việc như thế. Hãy suy ngẫm về bản thân mình nhiều hơn. Đó là lời khuyên chân thành Rimru gửi gắm đến Ren. Thôi thì bất chấp cách thức thế nào, thành tích vẫn là thành tích. Sau đó Ren được Guy tha thú, Michira cùng những người khác cũng rối rít chúc mừng.
Tôi thừa nhận cô là một đứa trẻ có khả năng, nhưng ước gì cô thay đổi cách nhìn nhận thông thường của mình một chút. Đó là Michiri, người vừa mang trà đến vừa nói như vậy. Nghe đến đây, Ren tỏ ra tự hào và cho rằng ngay cả Michiri cũng khen ngợi thì quả thực mình rất tài năng rồi. Dù đã cố gắng tem nó lại nhưng kỳ thực không thể nào không tỏa sáng. Thái độ của Ren khiến Rimuru một lần nữa nói rằng đứa trẻ này không ngoan. Ban đầu cậu cứ tưởng Ren là một hầu gái xuất sắc nhưng có vẻ đã nhìn lầm rồi. Một đứa trẻ có khả năng không hẳn là một lời khen nhưng cô ấy đang tự hào với nó. Không nghi ngờ gì khi Ren là một rắc rối lớn của Gai. Phải rồi, Diablo cũng có tốt hơn là mấy đâu. Lúc Rimuru đang oánh nhau ác liệt với Vergreen và Vedora, thanh niên còn có tâm trạng ngồi xem cơ mà. Nhìn thấy cảnh Michiri khen ngợi Ren hết mực và cảnh Ren tự cao tự đại đã khiến chủ tịch có cảm giác déjà vu. Theo kiểu mình từng thấy mấy cảnh này ở đâu rồi ấy nhỉ? Chính xác mà nói thì Michiri và Ren y hệt như Trainee và Rambris. Một cấp dưới luôn nung chiều đã khiến chủ nhân trở thành một đứa trẻ không ngoan. Trong trường hợp của Ren thì Lang Rimuru phán rằng căn bệnh này đã quá trễ để nắn bóp lại rồi. Chủ tịch cũng tự nhủ phải giáo dục Rambris thật tốt mới được. Như vậy mấy chuyện Melee đã giải quyết xong. Đi vào nội dung của cuộc họp thì mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Chung quy lại, Rimuru cùng mọi người đã hiểu thêm về tình hình của đối phương. Vega, một trong những đồng minh trước kia của Yuki đã có được sức mạnh và trở nên bá đạo trên từng hạt gạo. Ranga bằng cách thần kỳ nào đó đã chống lại được hắn và cứu được Michiri cùng những người khác. Lý do thần kỳ gì đâu, vì Vega quá ngu mà thôi. Đáng chú nhất là Vega đã ăn thịt Olia và nâng sức mạnh lên một tầm cao mới. Nếu so về giá trị tồn tại thì Rimuru không biết chính xác lắm, nhưng có vẻ Vega mạnh hơn Kumara và Ranga. Cậu cũng hiểu rằng tên này rất thô tục, hay nịnh hót kẻ mạnh và ăn hiếp kẻ yếu. Dù vậy hắn có bản năng sinh tồn và sức mạnh to lớn, một đối thủ rất rắc rối. Ngoài ra sau khi ăn thịt Olia thì Vega chắc chắn đã thụ hưởng khả năng sáng tạo vũ khí, điều đó càng khiến hắn trở nên nguy hiểm hơn. Còn kẻ bị sôi móc lốp có tên là Orios, bị dính sát chiêu nhưng chớ chia thay là hắn đã trốn thoát trước khi bị kết liễu. Rimuru biết rằng Soei rất hiếm khi sai lầm như vậy, và khi nghe cậu ấy kể lại thì chủ tịch mới hiểu Arius trốn thoát là điều không thể tránh khỏi. Bên phía kẻ địch có người sử dụng dịch chuyển tức thời. Khan nói rằng đó không phải là ma pháp mà là kỹ năng, thứ có thể nhảy xuyên không gian mà không qua bất kỳ thao tác sơ bộ nào. Điều này thực sự rất phiền phức vì rất khó đo lường hay truy tìm dấu vết. Vậy nên việc biết về khả năng của Mai Furuki là một thông tin rất quan trọng. Dựa vào nó, Rimuru sẽ cân nhắc lại các chiến lược trong tương lai. Cho đến thời điểm hiện tại, có thể nhận định Mai, Arios, Olia và Vega là bốn kẻ yếu nhất, nhưng họ vẫn gây ra hàng tá rắc rối. Một số người khác, chẳng hạn như bạn nhậu của Ren, Rashia và Pico thì trở thành kẻ thù do ảnh hưởng bởi sự chi phối của Thiên Sứ Trưởng. Về điều đó thì có thể Seo sẽ giải quyết được, cũng có khả năng họ sẽ tự mình phá bỏ được sự chi phối. Thế nên nếu nhìn sơ bộ thì những kẻ thù nguy hiểm nhất là Vechado, Solario và Philway. Không có từ nào khác để miêu tả họ ngoài sự đe dọa. Khi chiến đấu với Philway, Rimuru hiểu được hắn ta rất mạnh, thế nên cậu sẽ giao cho Diablo xử lý tên này. Thay vào đó, chủ tịch chú ý về Vechado. Nhân tiện gai này, Vechado vẫn ổn chứ? Tên khốn cậu còn chẳng thèm đến giúp đỡ, giờ lại hỏi như thế mình rất quan tâm. Không không, đó là một cuộc cãi nhau giữa mấy cặp đôi nên kẻ thứ ba như tôi không thể xen vào được. Đừng có mà lươn lẹo nữa. Ồ gai này, anh không biết là ngay cả một chú chó cũng không dám xen vào cuộc cãi vã của hai người đang yêu nhau sao? Rimuru định nói thêm nhưng sợ gai nổi khủng nên thôi. Cơ mà cũng chẳng hiểu vì sao chủ tịch lại mặc định gai với Vechado đang yêu nhau nữa. Chắc chưa nghe về vụ gai gạ á hự với Leon rồi. Sau đó thì gai giải thích chuyện liên quan đến Vechado với thái độ như thể đã chán ngấy tất cả. Cô ấy không hoàn toàn mất ý thức, cảm giác như cô ấy đang chứa được đầy uất hận và muốn quấy rối tôi. Rimuru hiểu có vẻ gai đã rất cố gắng để giữ đất nước của Leon khỏi bị xóa sổ. Lý do là vì bình thường anh ta sẽ tạo ra một dị không gian, thứ hay được dùng ở Wapujis để đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh. Thế nhưng hiện tại Vechado rất khó kiểm soát nên không thể làm như vậy. Nếu trận chiến kéo dài thì chưa biết chừng Eldorado sẽ sụp đổ mất. Vậy tôi đoán là sắp tới Gai-san sẽ gặp nhiều khó khăn đây. Ê đợi đã, việc này chúng tôi không thể xử lý được nên đành giao hết cho Gai-san vậy. Vâng, đó là pha xử lý nhanh trí của Rimuru khi đun đẩy trách nhiệm cho Gai. Anh ta cũng định phản đối gì đó nhưng đã bị phớt lờ rồi. Rimuru thừa biết ông Gai này cũng thuộc thành phần chú tể đun đẩy, vì vậy phải tranh thủ mặt chặn họng hắn trước. Và thế là dù đang lườm Rimuru một cách bực bội nhưng Gai cũng đành chấp nhận. Ok, vậy là land của Vegado đã có người đi, tiếp theo là land của Jolario. Cufufufu, thành thật mà nói, Jolario là một đối thủ rất mạnh. Nếu xét về sức mạnh thuần túy, hắn có thể mạnh hơn cả Philway. Thật luôn, thật ạ, Philway thì có thể khiêu khích được, nhưng Jolario rất lạnh lùng. Chiến tranh tâm lý sẽ không có tác dụng với hắn. Tên này là một đối thủ kém thú vị, nhưng để đối phó với hắn thì chúng ta cần phải dùng hết sức. Đúng vậy, Jolario luôn mạnh mẽ, không giống như Konu và những kẻ khác. Hắn ta rất hữu ích trong trận chiến chống lại diệt giới lòng Ivaroche. Gai cũng đồng ý với Diablo. Hóa ra Jolario lại khó xoay hơn so với những gì Rimuru nghĩ. Dù sao kẻ mạnh cũng là kẻ không dễ dàng bị quấy rối tâm lý. Đơn giản thì nếu một đối thủ bỏ chạy ngay khi họ thua thì đó không phải là mối đe dọa. Còn kẻ không chịu thua thì dù có khó khăn đến đâu sẽ là một đối thủ rất rắc rối. Nhân tiện thì khi Philway xuất hiện trở lại,
động tác của Zalario trở nên đơn điệu hơn, dường như có chuyện gì đó xảy ra với hắn. Điều Diablo vừa nói rất thú vị, thanh niên đã nghĩ là Zalario đang răng bẫy, nhưng quả thực khi Feeway di chuyển thì hắn ta đã bị gì đó. Phải rồi, Rimru cũng thắc mắc rốt cuộc Feeway đến đây để làm gì, hắn chỉ đứng im và không hề tham gia vào trận chiến nào luôn. Ngay khi tôi thấy Feeway thì tôi đã bị Michael chi phối, nhưng Feeway vẫn đứng đó và quan sát. Câu nói này của Kagali đã khiến Benimaru và Rimru nhìn nhau. Nếu Feeway tham gia trận chiến ngay từ đầu, chẳng phải sẽ giết được Kagali hay sao? Thậm chí Sylvia cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trong trường hợp chỉ cần hành động là có thể giết được kẻ địch mà vẫn đứng im, chứng tỏ Feeway đang gặp vấn đề. Tất cả suy luận của mọi người lúc này đều hướng về một kết quả. Dù Get phải thừa nhận nhưng chủ tịch cũng không thể không nghĩ về nó. Feeway có thể sử dụng sự chi phối của Thiên Sứ Trưởng. Diablo đã thay mặt mọi người nói ra điều đó. Ý cậu là gì? Tôi không mong mọi người tin, nhưng... Người trả lời là Kagali. Cô ta biết vị thế hiện tại của mình nên đã nói chuyện dè chừng. Dù vậy, Guy tuyên bố anh ta tin vào Kajorim, thế nên cứ nói chuyện thoải mái đi. Chỉ bằng cách quan sát, Guy đã nhận ra Kagali là Kajorim. Anh ta cũng rất tự tin khi thay mặt mọi người cho phép Kagali được nói chuyện. Nhìn thấy điều đó, Rimri hiểu rằng Guy vẫn thế, luôn là một người rất quan trọng. Cứ thế, Kagali bắt đầu kể câu chuyện của mình. Và đó là toàn bộ diễn biến trong video ngày hôm nay. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.